Lần này là muội chủ động đấy. Nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu huynh không phụ ta, ta chắc chắn sẽ không phụ huynh. Sau này gặp phải chuyện muội nhất định phải cho ta ta giải gian, được không?新一代有机由我定义，经典邀您收看高光时刻。放心到让你把心放一边，订酒店就同城，同城旅行邀您收看《梦华录》。 零糖零脂零卡，我喝元气森林，元气森林邀您观看《梦华录》。 丁贵儿起天，外用支付线。丁贵儿起天，邀您收看《梦华录》。 Tập 18. Thuốc giải trên tay ta chỉ có một phần. Hai người ai nói trước các sẽ cho người đấy. Nếu không, ta sẽ ném vào sông biển. 1. Hai. Ba, ta nói, ta nợ tiền người ta, người đó ép ta trả tiền ta không có tiền, hắn bảo ta đến đây làm loạn. Huynh lừa ta. Huynh bảo ta là họ đánh gãy chân muội muội của huynh. Rốt cuộc ai sai các ngươi đến, họ Cao hay họ Tiêu? Người sai bảo hắn là bác gia ở bến tàu. Nhưng người đưa tiền cho bác gia là nữ, tầm 40 tuổi. Chắc là mama theo hầu trong nhà giàu có. Khoan đã, sao cô có thể chắc chắn nữ nhân đó là mama theo hầu trong nhà giàu có? Ta đã nhìn thấy chân bà ta. Chân bà ta vừa to vừa béo, vải giày không phải loại tốt, màu sắc hoa văn quê mùa. Nếu là chủ nhân sẽ không đi giày như vậy. Bà ta còn ngồi xe ngựa rất lớn, còn có thể sai bảo người khác. Vậy nên nếu bà ta không phải kẻ thì là nhũ mẫu. Rất thông minh. Biết viết chữ không? Biết. Viết từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra hôm nay, rồi điểm chỉ. Nào, qua đây viết. Quan sai đến chưa? Viết mau đi. Hai vị, hôm nay hai vị cũng đã thấy rồi, bán già diện bị oan. Đúng thế, nếu sau này vẫn còn người đơm đặt rằng đồ ăn của chúng ta có độc, thì mong hai vị nói giúp chúng ta. Ta vô cùng cảm kích. Khách sáo rồi, đó là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, đúng vậy. Giấy xác nhận, các chiêu đệ. Ban nãy hai bọn ta nhìn mà không hiểu, chẳng phải cô đã cho huống thuốc tâm rồi sao? Chỉ là băng phiến thêm chút nước, ban đầu hơi khé cổ thôi. Ngài xem, bây giờ họ nói năng nhanh nhảu chưa kìa. Đúng là gặp nguy cũng không hoảng loạn. Triệu nương tử mưu trí thật đó. Thấy hai người còn trẻ nên ta không so đo nữa. Nhân lúc quan binh các ngươi mau đi đi. Tên này
Khoan đã. Tay con gái không thể có sẹo, đi mua ít thuốc trị thương đi. Ôi, ôi, ai báo quan vậy? Quan sai đến rồi, chuyện gì thế? Các vị, không có gì nữa rồi, hiểu lầm cả thôi. Lên trước đi. Nếu ngài đã đến rồi thì vào trong uống chén trà đi. Không cần, không có chuyện gì thì bọn các ta vị đi đây. Vất vả rồi. Tam nương tử, không còn chuyện gì bọn ta cũng đa đi. Đa tạ tiên sinh. Cáo từ. Cáo từ, Triệu nương tử. Là nhũ mẫu Giang thị của Cao Tuệ làm. Trước đó bà ta cứ đứng mãi ngoài cửa chờ xem muội trở thành trò cười. Sau đó thấy tình hình không ổn, bèn vội chạy mất. Quả nhiên là Cao gia. Ta đã nói là họ nhất định nhằm vào muội mà. Cao Tuệ thủ đoạn tàn nhẫn, nhũ mẫu của cô tạc dựa hơi cô ta mà tác quai tác quái. Ta bảo muội đến đầu cầu chầu kiều chờ ta cơ mà, sao muội lại về quán trà? Có phải muội trách ta đến muộn không? Ta gặp một trưởng bối trên đường. Huynh từng mẹ đối xử với ta thật lòng, đúng không? Tất nhiên rồi. Vậy huynh có thể người ban nãy cản huynh lại là ai không? Hắn là Tiêu Vị, con trai Tiêu Khâm Ngôn. Không ngờ huynh lôi cả Tiêu Vị rã nói cho xong chuyện với ta. Nếu huynh thật lòng đối xử với ta, nếu người đó thực sự là Tiêu Vị, hắn từng hại ta, cũng từng hại huynh. Chắc chắn huynh rất hận hắn. Nhưng ánh mắt huynh nhìn hắn, và cả giọng điệu hắn nói chuyện với huynh, rõ ràng không phải kẻ địch. Ta làm ăn biết bao năm qua, không đến đuổi gây cả điều đó cũng không nhận. Không phải, Phán Nhi, hắn thực sự là gì thế? Muội nghe ta giải thích đã. Thực ra ta không hề quan tâm hắn là ai, ta chỉ quan tâm rốt cuộc có mấy phần thật lòng với ta. Nếu câu bằng lòng cưới ta mà huynh nói chỉ là gặp dịp đùa vui, thì ta không muốn đùa cùng huynh đâu. Ta vẫn còn việc phải làm nên đi trước chuyện đây. Của Cao gia không cần huynh quan tâm đâu. Thủ lĩnh, gì vậy? Lôi Ti Công bảo ta gọi ngài về nhà, nói là có việc gấp. Còn Tiêu tướng công cử người đến báo rằng mấy ngày nữa sẽ vào kinh, muốn mời ngài đến biệt trang Kuka ông ấy trò chuyện. Đúng là những chứng cứ con thu thập có thể bắt Lôi Kính chịu tội, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là kẻ tép riêu mà thôi. Kẻ thù lớn thật sự của Thanh Liêm chúng ta là Tiêu Khâm Ngôn. Muội sao thế? Có phải phía quan sát vấn đề gì không? Ta đang nghĩ, ai là chủ mưu đứng đằng sổng hại chúng ta? Ta thấy người đó nằm trên đất, suýt còn tưởng rằng nước táo gãi của chúng ta có vấn đề thật. Phán Nhi tỷ, sao tỷ phát hiện ra vấn đề vậy? Trước đó ở tiền đường, ta từng bị người ta lừa rồi. Vậy muội đoán ra ai là kẻ chủ mưu đằng sau chưa? Cao gia, Cao gia. Không ngờ lại nghĩ rắc thâm độc như vậy. Vậy có cần nói cho cố phó sứ không?
Không cần. Gì mà không cần, muội lại định gánh một mình à? Đó là Cao gia đấy. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Thay vì chờ đám binh lính tép riêu của họ đến gây phiền phức cho chúng ta, thì chi bằng cứ gặp thẳng mặt. Hôm nay là 16 đúng không? Hai người trong quán, ta ra ngoài chút. Tỷ định đi tìm Cao Tuệ à? Vậy không được đâu, lỡ cô ta sai người làm gì thì phải làm sao? Ta tự biết phải làm gì. Tập Nhã Trai. Nghe nói gần đây tiệm của ngài đang tìm mua một bức tranh của Từ Hy, họa sĩ nổi tiếng Nam Đường, hay ta có một bức, để ta xem nào. Cô nương đợi một lát. Quan nhân, có tin tức bức tranh của Từ Hy mà ngài dặn tìm rồi à? Có một tiểu nương tử tới bán tranh hạt trúc của ông ấy, để ta xem. Người bán đang ở dưới lầu, ngài có muốn gặp mặt không? Cho gọi. Bức tranh hạt trúc của Từ Hy mà cô có, cô định bán bao nhiêu tiền? Không lấy xu nào. Thiếp thân cả gan dân tranh là vì muốn trực tiếp kể rõ mọi chuyện Cao quan sát. Triệu Phán Nhi ở Tiền Đường từng có hôn ước với Âu Dương Húc. Thiếp thân được diện kiến Cao quan sát ở đây, thật vô cùng vinh hạnh. Cô từng có hôn ước với Âu Dương Húc. Đúng vậy. 3 năm trước, hắn thi rớt, lưu lạc đến Tiền Đường. Chính thiếp thân đã cứu hắn từ trong hồ, tạo điều kiện cho hắn hành chuyên sâu, lên kinh thi lại. Hắn cũng từng hứa cho thiếp thân đội mũ phượng khăn quàng. Nhưng nay hắn công thành danh toại, thì lại ruồng bỏ thiếp thân. Bản thân hắn thìm rễ hiền của Cao phủ. Vậy sao cô tìm được tới đây? Từ khi thiếp thân biết Âu Dương Húc rời kinh, thiếp thân đã nghĩ sẽ có duyên ngài một lần. Vì vậy đã sớm chuẩn bị. Thiếp thân cho rằng tuy ngài là bậc hoàng thân quốc thích công lao, nhưng đã muốn kén Âu Dương Húc làm rể, thì đa phần cũng có thích khi thư tao nhã. Vì thế thiếp thân đã dò la khắp nơi. Tập Nhã Trai biết được ngày 6 mỗi tháng sẽ đến đây mua sách xem tranh, còn từng dặn trưởng quầy ở đây thay ngài tìm tranh của Từ Hy Nam Đường. Trước đây thiếp thân từng làm ăn buôn bán nhỏ ở Giang Nam, vừa hay cũng sưu tầm một vài bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Vì thế bèn dùng 2 bức trong đó đổi lấy một bức tranh hạt trúc này cải một nhà sưu tầm, mới có cơ hội bước được bái kiến ngài. Cô to gan thật đấy. Thiếp thân không làm gì trái luật pháp, cũng chẳng có gì phải che giấu, thế nên không sợ. Ngược lại là Cao quan sát, e là ngài đã gặp phiền phức không nhỏ. Âu Dương Húc phụ bạc cô thì có liên quan gì tới ta đâu. Loại người thấy lợi quên nghĩa này đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Cao gia ta từ lâu rồi. Cô muốn kiện hắn cũng được, muốn làm ầm lên cũng chẳng sao, cứ tự nhiên. Nếu Cao gia đã không còn hôn ước với Âu Dương Húc, tại sao nhũ mẫu của Lệnh Ái lại ra tay độc ác hại ta? Vì ghen mà sinh hận, lừa gạt hãm hại.
móc nối với quan sai, muốn hủy hoại danh dự của ta, kéo ta vào chuyện kiện Cao Quan Thị Phi. Đây chính là gia phong của Cao phủ ư? Rốt cuộc cô muốn nói gì? Thiếp thân mở một quán trả phố Mã Hàng, hôm nay có người gây chuyện. Sau khi bị ta tra ra, đã viết một bản xác nhận. Trên bản xác nhận viết nữ nhẫn mưu đứng sau chính là nhũ mẫu Giang thị của quý phủ. Một không có nhân chứng, hai không có chứng cứ, chỉ dựa vào bản xác nhận vô căn cứ này mà hãm hại nhà họ Cao ta. Một, ta không hề rêu rao ra bên ngoài, không hề vu oan tống tiền, sao có thể nói là hãm hại? Chuyện này là thật hay giả, ngài cứ điều tra là biết. Triệu Phán Nghi, ta xin thề với trời, từ khi biết được bộ mặt thật của Âu Dương Húc, ta đã không còn dây dưa gì với hắn. Lần này ta đến đây cũng không phải có đối đầu với quý phủ, mà chỉ muốn nhắc nhở ngài. Viên ngọc quý trên tay ngài đúng là tiểu thư khuê các, nhưng lỡ như người hầu không hiểu chuyện, tự ý làm bừa thì sao? Ngài là mệnh quan triều đình, trong lòng ngài hai chữ danh dự nặng tựa Thái Sơn nhỉ? Cô đang uy hiếp ta. Thiếp thân không dám, thiếp thân cả gan tới đây chỉ là vì muốn xin ngài quản lý hạ nhân. Giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một con đường sống. Giấy xác nhận, ta quên chưa nói với ngài, giấy xác nhận này là bản sao? Bản chính đang ở trong tay tỷ tỷ ta bên ngoài phủ Khai Phong. Nếu trong hai canh giờ ta không bình an trở về, tỷ ấy sẽ trình đơn kêu oan. Cô dùng hai bức tranh nõa đổi tranh hạt trúc này vậy? Tranh chim cu gáy của Hoàng Cư Thái và tranh sơn khê của Quan Đồng. Cô nói cô làm ăn buôn bán nhỏ, sao lại có những bức tranh nổi tiếng này? Cung luôn là một người thôn quê, cũng có thể yêu thích ca của Lý Bạch. Tuy thiếp thân chỉ là thương nhân, tất nhiên cũng có thể sở thích hội họa. Sở thích hội họa. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, cử chỉ nói năng cũng rất có đạo lý. Sao tên Âu Dương Húc kia lại hồ đồ thế chứ? Vậy mà lại ruồng bỏ cô. Bởi vì thiếp thân từng mang tiện tịch, thiếp thân biết rõ thân phận của mình và tiểu thư của phủ ngạc biệt như trời với đất. Cho dù ta từng căm hận vì Âu Dương Húc trở mặt vô tình, nhưng nay đã nguội lạnh từ lâu. Cao quan sát, thiếp thân đã cắt đứt với Âu Dương Húc. Nay mấy tỷ muội chúng tả Đông Kinh chỉ muốn cùng nhau làm ăn buôn bán nhỏ một cách yên bình, ngoài điều ấy ra thì không còn mưu cầu gì khác. Hôm đó ta đã hỏi Âu Dương Húc có hôn ước chưa, hắn trả lời chưa có. Cao gia chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện lừa gạt cưỡng đoạt. Huống hồ lại là một nữ tử yếu đuối như cô. Vậy thì đa tạ cao quan sát, thiếp thân xin cáo từ. Cô chờ đã. Âu Dương Húc trở mặt vô tình với cô, hắn đã từng làm khó cô chưa? Hắn mua chuột xương lại vu cho ta lừa gạt tống tiền, đuổi ta ra khỏi kinh thành, nhưng cô vẫn ở lại mà còn mở một quán trà nữa. Cô không sợ sau này hắn lại tìm cô gây sự sao? Cũng không phải ta không lo chuyện ấy. Cô đã lo lắng thì sao không vào phủ ta? Cô yên tâm, ta đảm bảo với cô, Âu Dương Húc không bao giờ Đông Kinh được nữa, sau này sẽ không một ai dám làm khó cô. Nữ tử thông minh như cô sao có thể xuất đầu lộ diện bên ngoài được chứ? Bán trà kiếm sống,
đáng để. Kim ốc tàn kiều, nhà vàng tức người đẹp. Nói vậy sai rồi. Ngươi là ai mà dám ở đây nghe lén? Hoàng Thành Ti. Hoàng Thành Ti. Cao quan sát cứ yên tâm, ban nãy ta chỉ đợi ở bên ngoài, không hề nghe thấy kỳ bí mật nào của ngài. Chỉ có điều phu nhân ta là nữ nhân không biết gì, e là không nhận nổi hải chữ thông minh đâu. Phu nhân, cô vừa mới cắt đứt với Âu Dương Húc mà nhanh vậy đã có mối khác rồi. Không bằng tốc độ bắt rễ dưới bản vàng của cao quan sát. Tại hạ là phó sứ Hoàng Thành Ti, Cố Thiên Phàm. Ngươi chính là Cố Thiên Phàm à? Đúng vậy. Triệu nương tử quả là có phúc. Đa tạ cao quan sát. Nếu sau này có gì cần đến tại hạ, cứ sai bảo một câu là được. Cố phó sứ khách sáo rồi. Ngày đại hỷ, ta còn muốn xin chén rượu mừng đấy. Vô cùng vinh hạnh. Triệu nương tử, đời này Âu Dương Húc định không thể quay lại kinh thành. Quà mừng tân hôn này, cô có hài lòng không? Quan nhân nhà ta hài lòng, ta tất nhiên sẽ hài lòng. Cáo từ. Vậy tranh ta nhận rồi nhé. Tập Nhã Trai. Sân bổ sợi, xin máu khổng, hoàn thâu lượng. Mai chỉ đi chính thuê bình hẳn sợi, yếu nhìn chi xuyên quan khẳng Mộng Hóa Lụ. Gia Bê Ai Thơ Yáng Nái Phẩn, thú phô sử đa vui yẳng xeo gỗ, kế bảo bảo cân hào đời yên yẳng. Gia Bê Ai Thơ, yếu nhìn chính thải chi xuyên. Hai vị đi thông thả. Xe ngựa của Cao gia. Cao Thiết. Vừa rồi còn luôn miệng gọi quan nhân, bây giờ chớp mắt đã trở mặt rồi sao? Mùi lợi dụng như thế đúng là. Sao thế, ta đã nói sai sao? Còn buông lời uy hiếp ta, nói sau này không cần ta quan tâm. Nếu không phải hôm nay ta lo theo muội đến đây, thì có khi bây giờ muội mẫu hờ của Âu Dương Húc rồi. Ta chỉ nhất thời sơ suất thôi. Phía bên Trọc Thạch tiên sinh nói, tên họ Cao kia là người chính trực, ai ngờ được chứ. Đối với người của Hoàng Thành Ti bọn nhất ta, nhất thời sơ suất có thể kết quả cuối cùng là cái chết. Muội cũng không nghĩ mà xem, một lão già vừa nghe nói con rể mình làm quan đạo quán đã lập tức từ hôn thì có thể chính trực đến mức nào. Triệu Phán Nhi, muội đừng mỗi lần giận dỗi với ta lại làm những việc ta nơm nớp lo sợ không? Hôm nay, ngộ nhỡ lão già không nổi lòng háo sắc, mà nổi tâm giết chóc bảo người trói muội lại sông biển thì sao? Muội có từng nghĩ đến chết đuối, sau này ta phải làm thế nào không? Huynh, nói linh tinh gì thế? Ta nói Cố Triệu Thị đấy, ta nói muốn lấy muội, muội cũng đồng ý rồi, nên muội đương nhiên là Cố Triệu Thị. Ta sẽ không làm thiếp của huynh đâu. Nếu ta muốn nạp thiếp thì cần dùng đến từ lấy này sao? Ý ta là tam thư lục lễ cưới hỏi đàng hoàng, ta muốn muội làm chính thất của ta. Ban đầu ta còn không hiểu sao muội giận, sau khi Trần Liêm nhắc nhở ta đã hiểu đại khái. Có phải lúc ở quán trà muội đã nghe thấy ta nói chuyện nam nhân kia không? Phải, ta nghe thấy huynh nói ta chỉ là gặp dịp thì chơi, còn cảm tạ họ sắp xếp phôn sự danh môn cho huynh. Muội biết hắn là ai không? Hắn là Lôi Kính, là cấp trên của ta, là Hoàng Thành Ti sứ nhận của Trịnh Thanh Điền. 200.000 quan tiền, định lấy mạng ta, làm sao có thể nói thật với hắn. Còn nói gì mà cho dù bị bỏ, cũng không hối hận. Bây giờ chẳng qua mới gặp chút biến động nhỏ, muội đã bắt đầu nghi ngờ ta, muội không to gan, muội nghĩ đâu. Phải, ta biết muội từng một nam nhân làm tổn thương, bây giờ muội rất khoát ra trái tim cho người khác. Thế nên có ấm ức gì muội cũng không bao giờ dám nói thẳng ra.
mà chỉ có thể vòng vo, tự buồn bực. Suy cho cùng, muội không muốn khác coi thường muội, thế nên muội liều mạng muốn lấy tiến sĩ làm nương tử của tiến sĩ, liều mạng cắm rễ ở Đông Kinh. Thế nhưng Triệu Phán Nhi, muội biết không, thực ra không ai coi thường muội, người coi thường muội nhất chính là bản thân muội. Cố Thiên Phàm: sao thế, ta nói sai à? Quá hóa giận rồi phải không? Phải, ta tự ti. Ta không tin huynh. Đó là vì điều ta muốn, không phải là tình cảm nhất thời nói trên miệng, mà là một đời một kiếp. Huynh, lúc cầu hôn hứa hẹn, ta thấy rất vui. Thế nhưng tỉnh táo rồi nghĩ lại, một phó sứ hoàng thành ti sao có thể lấy một nữ nhận tịch hoàng lương? Huynh sẽ không hối hận chứ? Có phải bây giờ ta nói gì cũng sẽ không tin ta không? Được. Ở đây có ba tờ khế ước, bốn chiếc chìa khóa. Ta làm quan 12 năm, tất cả gia sản đều ở trong này. Muội giữ lấy. Bây giờ muội chưa thông suốt không sao, quay về rồi từ từ suy ngẫm, ta có thể đợi được. Cố Thiên Phàm: đợi đã nào. Lần sau giả vờ giống một chút. Có tác dụng với huynh là được. Huynh thật sự thật lòng, thật sự đồng ý cưới hỏi đàng hoàng. Còn nhớ tối hôm đó chúng ta uống rượu Huyện Hoa Đình không? Ta nghĩ có lẽ kể từ lúc đó ta đã thích muội rồi. Sau đó ở trong ngục tối, lúc ta thấy muội bình an vô sự, ta đã muốn cưới muội về nhà, bảo vệ muội thật tốt. Chẳng phải muội luôn muốn làm nương tử của tiến sĩ sao? Sao thì ta cũng là tiến sĩ nhị giáp, lấy ta không hề thiệt thòi. Vậy con đường làm quan của huynh thì sao? Huynh không cần danh tiếng nữa à? Danh tiếng của ta hay ho lắm à? Bây giờ muội tóm bừa một người tới hỏi, một ác quan của Hoàng Thành Ti và một ca kỹ từng ở giáo phường, xem ai đáng ghét hơn. Lần này là muội chủ động đấy. Nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu huynh không phụ ta, ta chắc chắn sẽ không phụ huynh. Sau này gặp phải chuyện gì, muội nhất định phải cho ta ít thời gian, được không? Chuyện của Tiêu Vị, ta thật sự không lừa muội. Chỉ là quan hệ giữa ta và quá Tiêu gia phức tạp, lại dây dưa nhập nhằng vờ việc công ở Hoàng Thành Ti, nên nhất thời không biết giải thích với muội thế nào. Ta có thể không hỏi chuyện của Tiêu gia, nhưng ta thật sự không hiểu huynh. Huynh có thể dễ dàng điều động thuộc hạ, điều tra rõ ràng hành động của ta, mà ta lại chỉ có thể động chờ huynh xuất hiện. Ai là bằng hữu của huynh, sau khi chúng ta ở bên nhau phải phòng ai, tránh ai, ta đều không hề biết. Cố Thiên Phàm: huynh có nhiều bí mật như thế,
Ta không biết một tiến sĩ như huynh sao lại vào Hoàng Thành Ti. Ngoài tên huynh và cả võ công của huynh, ta gần như chẳng biết gì về huynh. Trước đây là trước đây, sau này ta sẽ từ từ nói hết chuyện của ta với muội. Tiếp tục đánh, dừng tay. Cha, Vũ mẫu hầu hạ công suốt bao nhiêu năm nay, công lao thì cũng vất vả đủ đường. Rốt cuộc bà ấy đã phạm lỗi mà gì cha phải phạt nặng thế này? Cha thường không ở trong phủ, một tay Vũ mẫu chăm sóc con từ nhỏ tới lớn. Nếu cha đánh chết bà ấy, con cũng không muốn sống nữa. Cô nương, Vũ mẫu, Vũ mẫu, cô nương, đừng cãi lời chủ nhân nữa. Là lão nô tham tiền trong phủ. Đáng đánh, sao có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Chủ nhân, lão nô tội đáng chịu phạt. Tội, Vũ mẫu làm sao vậy? Vũ mẫu, bà đừng dọa ta, tìm đại phu đến đây. Người đâu? Vũ mẫu, mẹ. Vậy tại sao huynh không làm ở mà nơi cứ khác? Phải làm ở Hoàng Thành Ti? Hoàng Thành Ti giống với Tam Ti Cấm Quân, đều là thân binh của Hoàng thượng. Ở đó chỉ cần chịu phấn đấu thì sẽ thăng tiến nhanh. Cha ta rời xa ta từ nhỏ, vẫn luôn là mẹ ta nuôi dưỡng ta nên người. Nhưng bà ấy hòa ly quay về nhà, không được nhập vào phần mộ tổ tiên của vậy gia. Nên ta phải mau chóng chức lên ngũ phẩm. Làm quan ngũ phẩm là có thể truy phong cáo mệnh cho mẫu thân. Có cáo mệnh, mẫu thân của huynh sẽ được hưởng thức tế lễ do quan viên chủ trì. Hôm nào đưa ta đi thăm bà ấy đi. Sao vậy, không tiện à? Chẳng phải vừa nãy muội bảo là không được sao? Bây giờ lại vội con vã. Con dâu xấu muốn gặp mẹ chồng sao? Ai xấu? Ta xấu. Huynh nói lại lần nữa ta xem xấu nào. Được chưa? Ta nói sai rồi. Thực sự không phải là ta lần cũng nào muốn đến phiền hai người đâu. Chỉ là trong cung có chỉ, hoàng thượng cho việc thủ lĩnh vào cung hỏi chuyện. Ta biết rồi, ta đi ngay. Phán nhi tỷ, thủ lĩnh của bọn ta không bị bệnh thường ngày tai thính như thế. Trong vòng 10 trượng ta còn không dám nói xấu ngài ấy. Hôm nay thì hay rồi, bị ta đi theo xa như thế không phát hiện ra. Phán nhi tỷ, cứu ta, cứu ta. Được rồi, hai người đừng đùa nữa. Còn có chút việc, ta đi trước đây. Đợi đã, tối đừng về vội, đợi ta đến đón muội. Được. Bán hoa đây, bán hoa đây. Nương tử, mua bông hoa lựu sẽ được trả cho Tình Lan. Cầm lấy. Đa tạ nương tử. Có chuyện gì mà vui thế? Bông hoa lựu của muội trông đẹp đấy. Chuyện Cao Giả được giải quyết rồi sao? Nói cho tỷ nghe một bí mật. Hôn sự của Âu Dương Húc nương tử Cao gia cũng hết hy vọng rồi. Vậy thì quá tốt rồi. Nhân quả luân hồi, ác giả ác báo. Chữ quầy có ở quán không? Để ta. Chỉ vì Âu Dương Húc gặp xui xẻo mà vui vậy sao? Chắc là vì lại làm hòa với thiên phàm rồi chứ gì. Không phải bảo cô đi mua thuốc trị sao lại để bị thương thế này? Ca ca của cô đâu? Hắn không phải đại ca của ta, chỉ là đồng hương với ta. Hắn đã lừa ta, nên ta đã đánh hắn. Tiểu cô nương,
cũng khỏe nhỉ. Ai là tiểu cô nương? Cô là tiểu cô nương. Là nữ thì không được đánh người à? Ta còn đánh gãy một chiếc sườn của hắn đấy. Biết đánh người khá giống ta nhỉ. Lợi hại đấy. Thế cô quay lại làm gì? Chẳng phải chỗ các cô đang cần tìm tiểu nhị sao? Ta có thể làm việc này. Ta không cần tiền công, bao ăn là được. Các chiêu đệ ta từ nhỏ ân oán rõ ràng. Tuy ta bị người khác lường nên mới hại các cô, nhưng cho dù thế nào thì ta cũng trách nhiệm trong việc này. Nhưng ta không có tiền, chỉ có thể dùng cách nãy đền bù cho các cô thôi. Trước đây ta từng làm tiểu nhị trên trấn ở quê, các việc trong quán ta đều biết làm. Kể ra thì đúng là quán chúng ta cần thêm người. Thế thì cũng không thể thuê cô ta được. Nhỡ đâu cô ta hạ độc vào trà thật thì sao? Ta sẽ không làm vậy đâu. Các cô có thể ký nô khế với ta. Sau này nếu như ta còn dở trò thì muốn đánh muốn giết tùy các cô. Các tỷ đừng tin lời cô ta. Lúc cô ta gây sự còn diễn giỏi hơn cả bây giờ nữa. Bây giờ ta không diễn, ta thật lòng mà. Cô đưa tay cho ta xem. Ngoài do đánh người ra thì những vết thương tơn tay cô từ đâu mà có? Nơi bốc dở hàng. Một mình ta có thể vác được 40 cân hàng. Cô tên là Cát Chiêu Đệ. Vậy đệ đệ của cô đâu? Ta không có đệ đệ. Cả nhà ta đều chết cả rồi. Vậy cô ở Đông Kinh một mình? Đúng vậy. Nhà gặp nạn, ở đâu có việc làm thì ta đến đó. Người ta bảo đến Đông Kinh kiếm được nhiều tiền, vậy nên ta đã đến đây. Ta không chỉ có thể nuôi sống bản thân mà còn dành dụng được không ít tiền. Vậy cô dành dụng được không ít, sao lại không bồi thường cho bọn ta? Ta vốn dĩ ta còn có chút tiền. Ta đánh người nên phải bồi thường tiền thuốc. Vì chuyện này, bến tàu cũng không cho ta làm việc nữa. Ta làm việc chăm chỉ, biết tính toán. Ta còn ăn ít nữa. Hơn nữa ta còn có điểm yến trong tay các cô. Cô thuê ta chẳng tốt hơn thuê người khác hay sao? Cô ta nói cũng có lý. Vốn dĩ là vậy. Chuyện lần này gây ầm ĩ như vậy, nếu như các cô cho tạm việc trong quán, một là có thể chứng tỏ cô khoan dung độ lượng, hai là có thể khiến cho những kẻ muốn hại các cô phải kiêng dè. Đây chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Cô thông minh như thế, làm việc ở đâu mà chẳng được? Tại sao nhất định phải đến chỗ bọn ta? Bởi vì cô cho ta tiền đi mua thuốc. Hơn nữa cô nói tay của con gái không được có sẹo. Ta ra ngoài làm việc, sợ nhất là bị người khác bắt nạt. Vậy nên mới đóng giả con trai. Những người đó có người nhận ra, có người không nhận ra. Nhưng ngoài cô ra, chưa từng có ai nói với ta rằng phải biết yêu thương bản thân. Hơn nữa ba bà chủ các cô, một người chơi đàn tì bà giỏi, không lo không kiếm được tiền. Một người khỏe mạnh, không sợ lũ côn đồ. Một người lại rất thông minh, có thể nhìn thấu được cả ta. Vậy nên đi theo các cô chắc chắn không sợ không kiếm được tiền. Đừng dài dòng nữa. Thuê hay không thì nói một lời đi. Vậy thì thử việc trước đã. Thử ngay bây giờ. Nhanh nhẹn, thú vị. Lời to. Phán Nhi, sao muội vẫn chưa tính xong sổ sách thế? Muội quên là chúng ta còn phải đi mua y phục mới cho Chiêu Đệ hay sao? Cô ấy cũng không thể làm muội bạn này cho chúng ta mãi được. Có một món tiền tính nhầm, phải tính lại. Hay là hai người đưa cô ấy đi, ta tính xong rồi về. Mang về tính là được mà. Đúng vậy. Ta đói rồi.
nhỏ tuổi nhanh đói bụng. Được rồi, vậy chúng ta đi trước thôi, để Phán Nhi yên tĩnh một mình tính toán cũng nhanh hơn chút. Lương thực. Chiếc lá nhỏ này đẹp thật đấy. Cô đợi đã, vừa nãy cô kéo ta lại. Có phải là biết chuyện gì đó không? Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến. Ta thì biết gì được chứ. Cô không nói thì thôi. Ở quê ta có một biểu tỷ. Liên quan gì đến biểu tỷ nhà cô? Biểu tỷ ở quê ta, lần nào ra ngoài gặp Tình Lan cũng giống hệt như dáng vẻ. Phán Nhi tỷ bảo chúng ta đi trước như hôm nay. Cô giỏi nhỉ. Tối nay có thịt ăn. Hàng thịt ở đằng kia. Ở nhà có. Cao Phủ, nói đi, tại sao cha ta lại nói nhũ mẫu là nhũ mẫu trộm tiền? Bà ấy quản lý tiền bà trọng phòng ta chưa từng thiếu mất một đồng nào. Đã lâu lắm rồi nổi giận đùng đùng như vậy. Nếu không phải cực kỳ tức giận, ông ấy tuyệt đối sẽ lão bột trong nhà như vậy. Nô tỳ, ngươi tưởng chỉ có cha ta biết quất roi à? Không dám. Mau nói. Trước đây mẹ của nô tỳ từng tìm đến gây phiền phức cho một nữ tử. Người đó từng hứa hôn với Âu Dương Quan Nhân. Cái gì? Ngươi nói gì cơ? Từng hứa hôn? Âu Dương từng hứa hôn ư? Đúng vậy. Chấp sự Duy Kính. Chúng ta thế này khá giống nhảy điệu múa lục yêu đấy. Muội cũng thản nhiên trước sóng gió thật đấy. Tất nhiên hôm nay sóng to gió lớn gì cũng thấy cả rồi. Tất nhiên là bị dọa cho to gan hơn. Có những lời ta phải hôn muội xong mới dám nói. Chuyện gì vậy? Không phải, thật đấy, muội nghe ta nãy ở trong cung ta đột nhiên nhớ ra vài chuyện. Ta thật sự sợ nói ra khiến muội không vui, nhưng ta lại sợ nếu vĩnh viễn không nói, muội sẽ càng không vui, vậy. Thật ra ta đã có hôn ước.